Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là dây nịt hay còn gọi là dây thắt lưng nam da cá sấu, da thật 100%, da màu nâu đỏ nha mọi người. Nâu này nâu đỏ, nâu này rất là đẹp, thì nó thể hiện được cá tính, nó sáng nha mọi người, nâu đỏ mà nó sáng chứ không phải nó tối. Da này là da cá sấu lớn nên nó sẽ rất là bền, vảy rất là to nha mọi người. Ô vuông nào là ra ô vuông đó, rất là to. Nói chung là đúng tuổi thì da nó sẽ bền, xài nó sẽ rất bền. Thì dòng dây này là dài 1,2 m nha mọi người, ngang 3,5 m. Da cá sấu, da thật thì nó phải có hẹo nha mọi người, do quá trình sinh sống hoặc va chạm với nhau á thì nó sẽ tạo nên những vết hẹo, đây là gọi là vết hẹo tự nhiên. Người ta cũng không có can thiệp để cho nó đẹp hay nó láng gì hết, tại vì da tự nhiên thì để vậy nó mới có giá, mới có thì nó mới đúng với chất da cá sấu nha mọi người. Ở dưới là đầu khóa, là đầu khóa kẹp nha mọi người, mình chỉ cần bật lên mà là nó tùm mở, mình bóp thì nó mở ra, mình buông lại thì nó kẹp lại, rất là dễ sử dụng và không có khó, và điều chỉnh cũng dễ dàng nữa. Ở dưới được lót bằng da bò màu nâu, da hột nha mọi người. Thì ở cuối người ta làm những cái răng đường đường ngang đó để mình kẹp vào, nó không có chạy nha mọi người, nó sẽ cố định và nó sẽ không bị tuột. Và mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629379. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.